Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Điện Máy New Sun. Như các bạn cũng đã biết thì là để bắt sạch những lông gà, lông vịt bằng phương pháp thủ công, tức là bắt tay ấy, thì tốn rất là nhiều công đoạn và thời gian, phải không ạ? Hiện nay trên thị trường có một sản phẩm rất là hữu hiệu mà mình rất là thích, tức là công năng vượt trội và tiết kiệm thời gian và công sức, đó chính là chiếc máy bắt lông gà như thế này. Và ngay bây giờ thì hãy cùng mình tìm hiểu những tính năng vượt trội và ưu điểm của các sản phẩm này. Về thiết kế tổng thể thì những bạn sẽ thấy đứng cạnh mình đây là một chiếc máy trông khá là nhỏ gọn, không có nhiều diện tích và không gian. Đấy chính là điểm đầu tiên mình thích ở chiếc máy bằng này. Còn về cấu tạo thì máy bao gồm 3 bộ phận chính, đó chính là lồng máy, mạng sạc lông và chân máy. Lồng vặt với rất nhiều các núm vặt được bố trí khoa học, giúp lấy lông gà vịt nhanh, sạch mà không làm chảy xước, cũng như gãy cổ cánh hay bầm dập thịt. Máng xả lông thiết kế rộng, độ nghiêng phù hợp giúp lông trôi hoàn toàn ra ngoài mà không bị kẹt trong máy. Chân máy được gắn thêm cao su giúp máy hoạt động ổn định, tránh bị rung lắc trong khi hoạt động. Chất liệu inox cao cấp chống han rỉ bao phủ vỏ máy, giúp chiếc máy vặt lông luôn sáng bóng. Bên cạnh đó giúp chúng ta tiết kiệm thời gian và dễ dàng vệ sinh lau chùi máy sau khi sử dụng. Máy hoạt động tốt nhờ sử dụng motor được quấn 100% dây đồng, tiêu thụ ít năng lượng dẫn đến tiết kiệm điện năng tiêu thụ mà vẫn cho năng suất cao. Bên hông máy được thiết kế thêm các cửa tản nhiệt giúp máy hoạt động liên tục mà không lo bị nóng máy. Đến với điện máy New Sun sẽ mang đến cho bạn nhiều sự lựa chọn. Đó chính là chiếc máy vặt lông gà vịt kích thước đường kính miệng 55cm, 60cm và 70cm. Với máy vặt lông phi 55 sẽ được vặt cùng lúc từ 1 đến 4 con. Máy 60cm sẽ là từ 1 đến 5 con và máy 70cm sẽ từ 1 đến 7 con. Có một lưu ý nhỏ là tất cả các máy chỉ khác nhau về kích thước, còn lại thì được thiết kế chung về cấu tạo. Tùy vào mục đích sử dụng mà các bạn có thể lựa chọn cho mình loại kích thước phù hợp nhất. Bây giờ mình sẽ bật mí cho các bạn hai lý do để chúng ta lựa chọn chiếc máy vặt lông gà vịt từ những điều sản phẩm này. Đầu tiên đó chính là phần lồng máy. Máy vặt được bố trí các hàng núm vặt từ cao su tự nhiên, có in nổi logo New Sun, rất khoa học và dày hơn. Đặc biệt là hàng núm đầu tiên giúp cho gà vịt được vặt sạch lâu hơn, khác hẳn so với các dòng máy vặt thông thường khác. Điều thứ hai, đó chính là máy được thiết kế hệ thống máng xả tiện lợi, giúp rửa trôi lông trong quá trình vặt, khác với các dòng máy khác chỉ có cửa xả. Bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cách vận hành của chiếc máy vặt lông gà vịt. Rất đơn giản, chúng ta chỉ cần cung cấp nguồn điện cho máy, sau đó cho gà vịt vào và đợi khoảng 30 đến 40 giây là có thể ra thành phẩm. Rất đơn giản và nhanh chóng đúng không nào? Lưu ý, trước khi cho gà, vịt vào vặt lông thì chúng ta nên nhúng qua nước nóng ở nhiệt độ khoảng 65 cho đến 70 độ C. Cho thêm một ít nước rửa chén vào để phần lông mềm và vặt được sạch hơn. Trong quá trình vặt, cần rội xả nước thường xuyên cho sạch lông bám ở các núm cao su, giúp quá trình vặt nhanh hơn. Trong quá trình vệ sinh máy, không dùng vòi nước xịt mạnh vào gầm máy, làm nước tràn vào motor, vào động cơ và gây ngập cháy motor. Và cuối cùng, trước khi cho gà vịt vào máy vặt, chúng ta nên chạy máy trước để máy vặt luôn hoạt động ổn định và chính xác. Và đến đây thì chắc hẳn các bạn đã lựa chọn cho mình một chiếc máy vặt lông phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình rồi, phải không ạ? Hiện tại thì chiếc máy vặt này đang được bán tại các hệ thống điện máy New Sun trên toàn quốc với mức giá vô cùng ưu đãi. Hiện tại khi mua một chiếc máy vặt lông gà vịt New Sun, các bạn sẽ được tặng kèm thêm 20 chiếc núm cao su để thay thế. Ngoài ra thì chính sách bảo hành của máy là 12 tháng. Còn chần chừ gì nữa mà không sắm ngay cho mình một chiếc máy vặt lông gà vịt New Sun? Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, các bạn vui lòng truy cập vào website dienmayneusun.com. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Điện Máy New Sun để cập nhật các video mới nhất về sản phẩm và các chương trình khuyến mãi sắp tới. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.